Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng thế giới quay đầu giảm sốc sau 2 ngày giữ giá và đã chạm ngưỡng 1.790 USD trên ounce. Ở thời điểm này, vàng khó có thể chống chọi lại những sóng gió và sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm giá. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi sáng ngày hôm nay, ngày 26 tháng 2 năm 2021 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay và sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng tại thị trường vàng thế giới quay đầu giảm nhanh sau 2 ngày giữ giá trên ngưỡng 1.800 USD trên ounce. Thưa quý vị và các bạn cũng đã biết, trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng giao ngay trên sàn điện tử Kitco ở mức 1.790,8 cho đến 1.791,8 USD trên ounce, giảm khoảng 15,7 USD tính cho tới thời điểm hiện tại. Vào rạng sáng ngày hôm nay, ngày 26 tháng 2 năm 2021, giá vàng thế giới tiếp tục suy giảm khoảng 29,80 USD trên ounce, hợp đồng vàng giao ngay giảm 1,66%. Hiện tại, giá vàng trên thị trường vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.775 USD trên ounce, so với lúc mở cửa phiên này là 1.804,85 USD. Vậy thì, động lực chính ở đây là gì đã hỗ trợ cho giá vàng trong thời gian qua? Theo các chuyên gia, việc giá vàng thế giới trụ ở mức cao do các nhà đầu tư kỳ vọng sẽ có thêm kích thích từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, nhất là sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh chính sách tiền tệ vẫn cần được điều chỉnh để phục hồi nền kinh tế. Nhận định của Chủ tịch Fed đã giúp giá vàng giữ vững vùng tâm lý 1.800 USD trên ounce. Do gói kích thích kinh tế của Mỹ có thể hạn chế khả năng tăng giá của đồng USD, từ đó mở đường cho vàng tăng giá trở lại. Theo Stephen Innis, chiến lược gia tại công ty dịch vụ tài chính ASI cho rằng, bình luận của Chủ tịch Powell cùng với đà giảm của đồng bạc xanh đều là những nhân tố hỗ trợ cho giá vàng. Theo Chủ tịch Fed, không nên đánh giá thấp những thách thức mà nước Mỹ đang phải đối mặt. Bên cạnh đó, kinh tế Mỹ còn lâu mới đạt được mục tiêu về việc làm và lạm phát đề ra, thậm chí có thể phải mất thêm thời gian để đạt được những tiến bộ đáng kể hơn. Ông Powell cam kết giữ lãi suất cho vay chuẩn ở mức thấp cho đến khi thị trường việc làm phục hồi và giá cả tăng ổn định. Theo Michael Langford, giám đốc công ty tư vấn Ergo nhận định, bình luận của ông Powell cho thấy chương trình kích thích kinh tế sẽ không biến mất trong 6 tháng tới. Theo chuyên gia này, đà giảm của đồng USD và tác động tiềm tàng của lạm phát do các biện pháp kích thích kinh tế sẽ là động lực chính cho giá vàng. Hiện nay, các nhà đầu tư vẫn đang hướng tới sự chú ý của gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD dự kiến sẽ được Hạ viện Mỹ xem xét vào cuối tuần này. Thì, ở thời điểm hiện tại, giá vàng rất ít tiềm năng phục hồi trong ngắn hạn. Sự sụt giảm gần đây của kim loại quý với mức giá rơi xuống mức thấp nhất trong 7 tháng qua đã khiến không ít nhà đầu tư bi quan và một số tổ chức ngân hàng tiếp tục điều chỉnh dự báo về giá kim loại quý này trong năm 2021. Đơn cử như ngân hàng Commerzbank nhận định, sự chật vật của kim loại quý diễn ra trong thời gian vừa qua là do các nhà đầu tư tập trung vào thị trường chứng khoán. Theo Daniel Berlisimen, nhà phân tích kim loại quý tại ngân hàng Commerzbank cho hay, miễn là không có sự thay đổi trong môi trường hiện tại, vàng sẽ khó có thể chống chọi lại những sóng gió và sẽ tiếp tục chịu áp lực. Chúng tôi không loại trừ khả năng vàng sẽ giảm thêm trong ngắn hạn, ngay cả khi chúng tôi không kỳ vọng xu hướng tăng chung của thị trường sụp đổ. Môi trường đối vàng có thể vẫn còn khó khăn cho đến giữa năm, vì vậy chúng tôi nhận thấy vàng có rất ít tiềm năng phục hồi ở thời điểm hiện tại, theo ông Berlisimen nói. Nhà phân tích này cũng cho biết lợi suất trái phiếu tăng vẫn là rào cản lớn nhất của thị trường vàng. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong vòng 1 năm, trên 1,3%. Lợi suất trái phiếu đã thoát khỏi mức thấp 0,5%, chỉ được thấy cách đây 6 tháng. Lợi suất trái phiếu tăng mạnh khiến giá vàng kém hấp dẫn hơn, giống như một tài khoản đầu tư không lãi suất. Ngoài ra, đồng USD rõ ràng đã ngừng xu hướng giảm và tăng giá phần nào kể từ đầu năm. Do đó, nó đã thay đổi một yếu tố hỗ trợ thành một yếu tố cản trở đến đà tăng của giá vàng, theo ông Berlisimen khẳng định. Tuy nhiên, nhà phân tích này cũng cho rằng dù phải đối mặt với những khó khăn ngày càng tăng đối với giá vàng, nhưng ngân hàng Commerzbank không hoàn toàn từ bỏ lập trường kim loại quý sẽ tăng giá trong tương lai, bởi vàng vẫn có sự hỗ trợ cơ bản mạnh mẽ trong dài hạn và mức giá dưới 1.800 USD trên ounce sẽ tiếp tục thu hút những nhà đầu tư săn hàng giá hời. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin của thị trường giá vàng trên thế giới. Thế còn giá vàng tại thị trường vàng trong nước diễn biến ra sao? Sau đây là một số thông tin của thị trường vàng trong nước.
Giá vàng SJC trong phiên ngày hôm qua tiếp tục giảm vào cuối phiên. Giá vàng SJC chốt phiên ngày giao dịch hôm qua ngày 25 tháng 2 liên tục lao dốc và ghi nhận mức giảm trong khoảng từ 50 cho đến 100.000 đồng trên lượng tại hầu hết các hệ thống. Cụ thể, đối giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cùng giữ nguyên giá mua không đổi ở chiều mua vào và giảm nhẹ 50.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Hiện tại, giá trần mua vào của vàng miếng SJC là 56,05 triệu đồng trên lượng và giá trần bán ra của vàng miếng SJC là 56,45 triệu đồng cho đến 56,47 triệu đồng trên lượng. Tại tập đoàn Doji, giá vàng SJC ghi nhận ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra không đổi so với mức giá đầu phiên sáng. Còn tại tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng trong nước giảm lần lượt từ 50 đến 60.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 50.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Cùng thời điểm tại hệ thống PNG, giá vàng SJC chiều mua và chiều bán cuối phiên đồng loạt giảm 100.000 đồng trên lượng. Để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng 26 tháng 2 năm 2021. Nhìn chung bảng giá vàng trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay vẫn chưa có nhiều biến động, do ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường vàng thế giới đã giảm rất mạnh, tuy nhiên giá vàng tại thị trường vàng trong nước chưa đến phiên mở cửa. Do đó mà ở hầu hết các hệ thống kinh doanh chưa có sự điều chỉnh nhiều về giá, chỉ duy nhất có vàng bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC quay đầu giảm giá khá mạnh. Mức giảm giá ở đây dao động trong khoảng từ 125.000 cho đến 300.000 đồng trên mỗi lượng. Cụ thể sau đây là bảng giá vàng chi tiết. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, chiều vào 5.605.000, bán ra 5.645.000. SJC Hà Nội, chiều vào 5.605.000, bán ra 5.647.000. Doji Hồ Chí Minh, chiều vào 5.605.000, bán ra 5.645.000. Doji Hà Nội, mua vào 5.600.000, bán ra 5.650.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội, mua vào 5.590.000, bán ra 5.640.000. Phú Quý SJC, chiều vào 5.610.000, bán ra 5.645.000. Mi Hồng, mua vào 5.605.000, bán ra 5.640.000. Theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Exim Bank, chiều vào 5.615.000, bán ra 5.635.000. Ngân hàng ACB, mua vào 5.610.000, bán ra 5.645.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở các tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng, chiều vào 5.605.000, bán ra 5.647.000. SJC Nha Trang, mua vào 5.605.000, bán ra 5.647.000. SJC Cà Mau, mua vào 5.605.000, bán ra 5.647.000. SJC Bình Phước, mua vào 5.603.000, bán ra 5.647.000. SJC Huế, chiều vào 5.602.000, bán ra 5.648.000. SJC Biên Hòa, chiều vào 5.605.000, bán ra 5.645.000. SJC tại khu vực miền Tây, chiều vào 5.605.000, bán ra 5.645.000. SJC Quảng Ngãi, chiều vào 5.605.000, bán ra 5.645.000. SJC Long Xuyên, chiều vào 5.607.000, bán ra 5.650.000. Tiếp theo là giá vàng bột số 9 và vàng nữ trang SJC. Đầu tiên là nhận bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, chiều vào 5.395.000, bán ra 5.445.000. Vàng bột số 9 mua vào 5.355.000, bán ra 5.425.000. Vàng 24K mua vào 5.271.3000, bán ra 5.371.3000. Vàng 18K mua vào là 3.884.2000, bán ra 4.084.2000. Vàng 14K mua vào là 2.978.1000, bán ra là 3.178.1000. Vàng 10K mua vào là 2.077.5000, bán ra là 2.277.5000. Tiếp theo là giá vàng ở một số các thương hiệu vàng khác. Đầu tiên là PNG nhận 24K, mua vào 5.430.000, bán ra 5.480.000. Nhận SJC 24K, mua vào là 5.425.000, bán ra 5.480.000. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là tích vào quả chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.